Bạn không cần phải thay đổi cả thế giới, chỉ cần thay đổi thế giới của chính mình và mọi thứ sẽ thay đổi theo. Khi bạn tập trung vào ánh sáng bên trong mình, bóng tối xung quanh sẽ tự nhiên tan biến. Hãy lắng nghe âm thanh của vũ trụ trong sự im lặng của bạn, nơi mà mọi sự hiểu biết chân thật bắt đầu. Chúng ta không chỉ là kết quả của những gì đã xảy ra với mình, mà còn là những gì chúng ta chọn để trở thành. Đôi khi, con đường đến với sự bình yên không phải là tránh né cơn bão, mà là học cách khiêu vũ dưới mưa. Bạn không phải là những gì bạn đã trải qua, mà là những gì bạn chọn để học hỏi từ đó. Đừng chờ đợi người khác đến thắp sáng cuộc đời bạn, hãy tự trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho mình. Một trái tim bình yên là ngôi nhà thực sự của tâm hồn, nơi mà mọi căng thẳng và lo lắng đều biến mất. Tình yêu không phải là thứ bạn tìm thấy, mà là thứ bạn tạo ra và nuôi dưỡng trong tâm hồn mình. Hãy dành thời gian để kết nối với linh hồn của bạn, nơi bạn tìm thấy sự thật và sự bình an đích thực. Cuộc sống là một hành trình của khám phá và học hỏi. Hãy tận hưởng mỗi bước đi trên con đường đó. Trong mỗi người chúng ta đều có một ngọn lửa không bao giờ tắt. Hãy tìm kiếm và nuôi dưỡng ngọn lửa đó. Mọi khó khăn chỉ là bài học để chúng ta trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nhìn vào chính mình với đôi mắt của sự tha thứ và lòng trắc ẩn, vì chính bạn là người xứng đáng được yêu thương nhất. Mỗi ngày là một cơ hội để tái sinh. Hãy bắt đầu lại với lòng nhiệt thành và sự tự tin. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Hãy nhìn sâu vào tâm hồn họ để thấy được giá trị thực sự. Mọi thứ đều bắt đầu từ bên trong. Hãy tìm kiếm và xây dựng sức mạnh từ chính nội tâm của mình. Đừng để cuộc sống trôi qua mà không để lại dấu ấn. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Khi bạn chấp nhận bản thân với tất cả khiếm khuyết và ưu điểm, bạn sẽ tìm thấy sự tự do thực sự. Mỗi trái tim đều là một kho báu, hãy bảo vệ và chăm sóc nó như một món quà quý giá. Hãy trở thành người mà bạn muốn gặp trong cuộc đời này, bởi vì bạn có thể là nguồn cảm hứng cho chính mình và cho người khác. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo, hãy tìm thấy vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo và tận hưởng mỗi khoảnh khắc. Tâm trí của bạn là người chỉ đạo cuộc sống của bạn, hãy sử dụng nó một cách thông minh và có ý thức. Hãy trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé, vì chúng là những viên đá xây dựng nên lâu đài của cuộc đời bạn. Sự tĩnh lặng bên trong là sức mạnh lớn nhất mà bạn có thể sở hữu, hãy dành thời gian để khám phá nó. Bạn không cần phải tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác, hãy tự chấp nhận và yêu thương bản thân mình. Mỗi ngày là một món quà, hãy sống nó với lòng biết ơn và sự trân trọng. Hãy để tình yêu và sự tử tế dẫn dắt bạn trên mọi con đường, bởi đó là chìa khóa của hạnh phúc và sự bình an. Đừng sợ những thử thách, chúng là những cơ hội để bạn phát triển và trở nên vững vàng hơn. Sự thật không nằm trong lời nói, mà trong cách bạn sống và hành động mỗi ngày. Khi bạn sống với lòng chân thành và sự chính trực, bạn sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Hãy dành thời gian để chăm sóc tâm hồn bạn, bởi vì đó là nơi mà mọi sự sáng tạo và niềm vui đều bắt nguồn. Đừng quên rằng bạn là người viết nên câu chuyện của cuộc đời mình, hãy viết nó bằng sự dũng cảm và tình yêu. Sự đơn giản là vẻ đẹp tối thượng, hãy tìm kiếm sự giản dị trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình. Hãy bước đi với sự thảnh thơi và niềm vui. Hãy mở rộng lòng và đón nhận tất cả những gì cuộc sống mang đến, vì mỗi trải nghiệm đều là một món quà. Khi bạn học cách buông bỏ, bạn sẽ tìm thấy sự tự do và hạnh phúc thực sự. Hãy trở thành ánh sáng trong cuộc đời của chính bạn, và ánh sáng đó sẽ chiếu rọi đến những người xung quanh. Cuộc sống là một bức tranh, hãy vẽ nó bằng những màu sắc rực rỡ và tươi đẹp. Mọi thứ đều bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ, hãy chăm sóc và nuôi dưỡng nó để nó trở thành hiện thực. Hãy lắng nghe trái tim bạn, vì nó biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hơn, mà ở việc biết trân trọng những gì bạn đã có. Hãy sống một cuộc đời mà bạn sẽ không hối tiếc khi nhìn lại. Sự thay đổi không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cuộc sống không đến từ những gì bạn có, mà từ cách bạn sống với những gì bạn có. Đừng ngại mơ lớn, vì giấc mơ là điểm khởi đầu của tất cả mọi thành tựu. Hãy để sự đam mê dẫn dắt bạn trên con đường của mình, vì đam mê là động lực mạnh mẽ nhất. Khi bạn nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi thứ xung quanh, bạn sẽ bắt đầu sống một cuộc đời đầy màu sắc.
Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, vì không ai có thể làm điều đó tốt hơn bạn. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn. Hãy đối mặt và vượt qua nó để tìm thấy sức mạnh thực sự của mình. Người nói rằng anh ta có thể và người nói rằng anh ta không thể đều đúng. Chính bạn quyết định khả năng của mình thông qua niềm tin và quyết tâm. Cuộc sống của bạn là sản phẩm của những suy nghĩ của bạn. Hãy cẩn thận với những gì bạn cho phép tâm trí mình tập trung vào. Tri thức thực sự bắt đầu từ việc hiểu rằng mình không biết mọi thứ. Chỉ khi bạn thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình, bạn mới có thể mở rộng tầm nhìn. Người dám đặt câu hỏi chỉ ngốc nghếch trong một phút, nhưng người không dám đặt câu hỏi sẽ mãi mãi chìm trong sự thiếu hiểu biết. Một hành trình dài bắt đầu từ bước đầu tiên, dù nhỏ bé. Mỗi hành động nhỏ đều có thể dẫn đến những thay đổi lớn lao. Chọn làm công việc mà bạn đam mê và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy phải làm việc trong suốt cuộc đời. Bạn là kết quả của những suy nghĩ và niềm tin của mình. Hãy giữ cho tâm trí mình luôn tích cực và tập trung. Đừng để những lợi ích nhỏ nhặt ngăn cản bạn theo đuổi những mục tiêu lớn lao. Sự thành công đích thực đến từ việc không ngừng tiến lên. Mọi người về bản chất đều giống nhau, nhưng chính thói quen là thứ làm nên sự khác biệt giữa chúng ta. Học hỏi là một hành trình không ngừng nghỉ. Hãy đặt câu hỏi, phân tích và ứng dụng một cách khôn ngoan. Chúng ta có hai cuộc đời, và cuộc đời thứ hai bắt đầu khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta chỉ có một. Sống hết mình khi còn có thể. Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng, hãy tìm một căn phòng khác để tiếp tục học hỏi và phát triển. Hãy làm việc với lòng tốt, nhưng đừng mong đợi sự biết ơn. Hành động xuất phát từ trái tim là phần thưởng lớn nhất. Đừng lo lắng về việc không ai biết đến bạn. Hãy nỗ lực trở thành người đáng để mọi người biết đến. Người bắt đầu dịch chuyển một ngọn núi thường khởi đầu bằng việc nhặt đi những viên đá nhỏ. Thành công là kết quả của sự kiên trì. Khi mục tiêu trở nên khó đạt được, đừng thay đổi mục tiêu. Hãy điều chỉnh cách tiếp cận. Điều chỉnh cách đi sẽ giúp bạn đạt được đích đến. Tri thức không phải là để tích trữ mà để sử dụng. Hãy áp dụng những gì bạn học được vào cuộc sống để tạo ra giá trị. Một niềm vui có thể xua tan cả trăm nỗi lo. Hãy tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé để làm dịu đi những lo lắng. Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra giải pháp sau khi vấn đề đã được giải quyết. Điều quan trọng là phải biết cách dự đoán và phòng ngừa. Khi bạn thấy một người tốt, hãy nghĩ đến việc làm giống họ. Khi bạn thấy một người không tốt, hãy tự nhìn lại những điểm yếu của chính mình. Tôi đã ngủ và mơ rằng cuộc sống là đẹp đẽ. Khi thức dậy, tôi nhận ra rằng cuộc sống là một trách nhiệm lớn lao. Ai muốn hạnh phúc và khôn ngoan lâu dài thì thường phải thay đổi. Thay đổi là điều cần thiết cho sự phát triển. Đừng phàn nàn về tuyết trên mái nhà của người khác khi sân nhà của bạn vẫn còn bẩn. Hãy tập trung vào việc cải thiện chính mình trước. Một con sư tử đã đuổi tôi lên cây, nhưng từ trên cao, tôi thấy khung cảnh tuyệt vời. Khó khăn đôi khi là cơ hội để nhìn nhận cuộc sống từ góc độ khác. Đừng xấu hổ về những sai lầm của mình. Học hỏi từ chúng để không biến chúng thành những lỗi lầm lặp lại. Người quân tử ít nói, nhưng hành động vượt trội. Lời nói không thể thay thế được hành động. Hãy nghiêm khắc với bản thân, nhưng đừng chỉ trích người khác quá nhiều, và bạn sẽ tránh được những điều phiền lòng. Con đường không chỉ là để đến đích, mà còn để trải nghiệm hành trình. Hãy trân trọng từng bước đi. Dù bạn có nghĩ mình bận rộn đến đâu, bạn vẫn phải dành thời gian để đọc sách. Nếu không, bạn sẽ bị rơi vào sự thiếu hiểu biết do chính mình tạo ra. Đừng lo lắng về những gì đã qua, hãy tập trung vào tương lai, vì đó là nơi bạn có thể tạo ra sự thay đổi. Hãy tôn trọng bản thân, và người khác sẽ học cách tôn trọng bạn. Giá trị của bạn được xác định bởi cách bạn đối xử với chính mình. Sai lầm không đáng ngại, chỉ khi bạn cứ mãi gặm nhấm về chúng mới đáng sợ. Hãy học hỏi và tiến về phía trước. Tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. Trải nghiệm là cách học tập hiệu quả nhất. Bản chất của con người gần như giống nhau, chỉ qua luyện tập và thói quen mà chúng ta trở nên khác biệt. Học như thể bạn chưa bao giờ đạt được mục tiêu và như thể bạn sợ mất nó. Sự khiêm tốn trong học tập sẽ giúp bạn tiến xa. Đừng kết bạn với những người không tốt hơn bạn. Hãy tìm kiếm những người bạn giúp bạn trở nên tốt hơn. Người biết tất cả các câu trả lời không phải lúc nào cũng đã được hỏi đúng các câu hỏi. Hãy không ngừng tìm kiếm và đặt câu hỏi.
Những người không thể tha thứ cho người khác đang tự phá hủy cây cầu mà họ cũng cần phải đi qua. Sự tha thứ là cần thiết cho mọi mối quan hệ. Người biết sự thật không bằng người yêu nó. Chỉ khi bạn thực sự đam mê với sự thật, bạn mới có thể theo đuổi nó đến cùng. Người quân tử luôn nghĩ về đức hạnh, kẻ tầm thường chỉ nghĩ đến sự thoải mái. Hãy đặt mục tiêu cao cả hơn cho cuộc đời mình. Người quân tử suy nghĩ trước khi nói và sau đó làm theo những gì mình nói. Sự nhất quán giữa lời nói và hành động là dấu hiệu của một người đáng kính. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thiếu chuẩn bị chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Hãy luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Chỉ những người khôn ngoan nhất và ngu ngốc nhất mới không bao giờ thay đổi. Thay đổi là dấu hiệu của sự phát triển và trưởng thành. Hãy học từ quá khứ nếu bạn muốn định hình tương lai. Kinh nghiệm từ quá khứ là nền tảng vững chắc nhất cho quyết định hiện tại. Vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở chỗ không bao giờ gục ngã, mà là ở chỗ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Hãy kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc. Học mà không suy nghĩ là lãng phí, suy nghĩ mà không học là nguy hiểm. Sự cân bằng giữa học hỏi và suy nghĩ sẽ dẫn bạn đến sự khôn ngoan. Đừng áp đặt điều bạn không muốn lên người khác. Sự đồng cảm và tôn trọng là nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp. Người quân tử lấy khó khăn làm mối quan tâm đầu tiên, thành công sẽ theo sau đó. Hãy sẵn sàng đối mặt với thách thức trước khi mong đợi kết quả. Nếu bạn mắc sai lầm và không sửa chữa, đó mới là sai lầm thật sự. Hãy biết cách sửa sai để tiến bộ. Giáo dục tạo ra sự tự tin tạo ra hy vọng, và hy vọng mang lại hòa bình. Hãy coi trọng việc học tập và phát triển bản thân. Người quân tử thì khiêm tốn trong lời nói nhưng vượt trội trong hành động. Đừng chỉ nói mà hãy hành động để chứng minh giá trị của mình. Thấy điều đúng mà không làm là thiếu dũng cảm. Hãy luôn hành động theo lẽ phải, ngay cả khi điều đó khó khăn. Người hành động vì lợi ích cá nhân thường gặp sự phản đối. Hãy đặt lợi ích chung lên trên để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Người quân tử không buồn vì người khác không công nhận khả năng của mình, mà buồn vì giới hạn của khả năng ấy. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân. Khi cơn giận nổi lên, hãy nghĩ về hậu quả. Kiềm chế cơn giận là cách bạn giữ được sự bình an và trí tuệ. Biết những gì mình biết và những gì mình không biết, đó mới là tri thức thực sự. Sự hiểu biết về bản thân là nền tảng của sự khôn ngoan. Hãy trở thành tất cả những gì mà bản thân sâu thẳm của bạn mong muốn. Đừng ngại khám phá và theo đuổi giấc mơ. Mục tiêu của người quân tử là sự thật. Hãy theo đuổi sự thật với tất cả trái tim và trí tuệ của bạn. Khi bạn phạm lỗi, đừng sợ từ bỏ chúng. Nhận sai và sửa sai là cách duy nhất để trưởng thành. Đi quá xa cũng sai lầm như dừng lại. Hãy biết khi nào cần tiến lên và khi nào cần dừng lại. Nếu bạn nghĩ cho 1 năm, hãy trồng hạt. Nếu nghĩ cho 10 năm, hãy trồng cây. Nếu nghĩ cho 100 năm, hãy giáo dục con người. Đầu tư vào con người là đầu tư bền vững nhất. Nếu nhìn vào trái tim mình và không thấy gì sai, thì bạn không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Sự bình yên đến từ nội tâm. Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không dừng lại. Sự kiên trì là chìa khóa của thành công. Đức hạnh không tồn tại đơn độc, ai thực hành nó sẽ có người đồng hành. Hãy luôn giữ vững đức hạnh của mình. Thà một viên kim cương có khiếm khuyết còn hơn một viên đá nhỏ mà hoàn hảo. Giá trị của một người nằm ở bản chất chứ không phải ở vẻ ngoài hoàn hảo. Người quân tử không bao giờ, dù chỉ trong một bữa ăn, hành động trái với đức hạnh. Trong lúc gấp gáp hay nguy hiểm, họ vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Ý chí chiến thắng, khát khao thành công và sự thôi thúc đạt được tiềm năng tối đa của bạn là chìa khóa để mở ra cánh cửa đến sự xuất sắc cá nhân. Hãy dẫn đầu người khác bằng tấm gương của bạn và bằng cách tận tâm với công việc của họ. Lãnh đạo bằng hành động là cách lãnh đạo hiệu quả nhất. Người học mà không suy nghĩ sẽ bị lạc, người suy nghĩ mà không học sẽ gặp nguy hiểm. Sự cân bằng giữa học hỏi và suy nghĩ là cần thiết cho sự phát triển. Sự khôn ngoan bắt đầu từ sự kỳ diệu và ngạc nhiên trước thế giới. Đừng bao giờ ngừng học hỏi và khám phá. Một người cao quý thu hút những người cao quý khác và biết cách giữ họ bên mình. Sự cao quý và lòng trắc ẩn sẽ tạo nên những mối quan hệ bền vững. Kiên nhẫn là người bạn đồng hành của sự khôn ngoan. Hãy kiên nhẫn trong mọi việc bạn làm. Người chưa từng phạm sai lầm là người chưa từng thử làm điều gì mới. Sai lầm là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
Người khôn ngoan không tích lũy tài sản, càng cho đi, anh ta càng có nhiều. Sự chia sẻ là nguồn gốc của sự giàu có thực sự. Khi gió thổi, cỏ sẽ cúi rạp xuống. Sự linh hoạt và thích nghi là điều cần thiết để vượt qua khó khăn. Hành trình là phần thưởng. Đừng chỉ tập trung vào đích đến mà quên đi những trải nghiệm quý báu trên đường đi. Đức hạnh không phải là thứ cô độc, nó mang lại sự đồng hành tốt đẹp. Sự chính trực sẽ thu hút những người có cùng giá trị. Những gì bạn không muốn người khác làm với mình, đừng làm với người khác. Hãy đối xử với người khác bằng cách bạn muốn được đối xử. Viên ngọc không thể được đánh bóng mà không có ma sát. Con người không thể hoàn thiện mà không trải qua thử thách. Thử thách là cơ hội để phát triển. Sự im lặng là người bạn thật sự không bao giờ phản bội. Hãy biết giữ im lặng khi cần thiết. Biết chính mình là tri thức tối thượng. Hãy tự khám phá và hiểu rõ bản thân mình. Khởi đầu là nghệ thuật vĩ đại, nhưng kết thúc còn vĩ đại hơn. Hãy luôn hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu. Khiêm tốn là nền tảng vững chắc của mọi đức hạnh. Hãy giữ cho mình sự khiêm tốn trong mọi tình huống. Đáng xấu hổ hơn việc nghi ngờ bạn bè là bị họ lừa dối. Hãy học cách tin tưởng nhưng cũng biết cách tự bảo vệ mình. Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai là bây giờ. Hãy bắt đầu từ bây giờ để xây dựng tương lai. Không phải ngọn núi mà chúng ta chinh phục mà là chính bản thân mình. Sự chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân. Tri thức sẽ mang lại sức mạnh, nhưng tính cách sẽ mang lại sự tôn trọng. Hãy xây dựng tính cách của mình để đạt được thành công, bền vững. Người quân tử hiểu điều đúng đắn, kẻ tầm thường hiểu điều gì có thể bán được. Hãy chọn những giá trị lâu bền thay vì những lợi ích ngắn hạn. Khi chúng ta thấy những người có tính cách trái ngược, chúng ta nên quay vào trong và xem xét bản thân mình. Sự tự phản ánh là chìa khóa của sự phát triển cá nhân. Thời gian bạn thích lãng phí không phải là thời gian lãng phí. Hãy làm những điều bạn yêu thích và trân trọng từng khoảnh khắc. Vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở chỗ không bao giờ gục ngã, mà là ở chỗ đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Hãy kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở chỗ không bao giờ gục ngã, mà là ở chỗ đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Mỗi lần gục ngã là một cơ hội để bạn trưởng thành hơn. Được là chính mình trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành người khác là thành tựu lớn nhất. Hãy trung thành với bản thân mình. Người quân tử bình thản và an yên, kẻ tầm thường luôn đầy lo âu. Sự an yên xuất phát từ việc sống đúng với giá trị của mình. Người khôn ngoan tìm kiếm sự khôn ngoan, kẻ ngu ngốc nghĩ rằng mình đã có nó. Sự khiêm tốn trong việc học hỏi là dấu hiệu của trí tuệ. Thay đổi là điều duy nhất không thay đổi trong cuộc sống. Hãy chấp nhận và tận hưởng sự thay đổi. Để cải thiện là phải thay đổi, để hoàn thiện là phải thay đổi thường xuyên. Sự thay đổi liên tục là dấu hiệu của sự phát triển. Người quân tử thì khiêm tốn trong lời nói, nhưng vượt trội trong hành động. Lời nói không thể thay thế được hành động. Bạn không thể mở một cuốn sách mà không học được điều gì đó. Mỗi trang sách đều mang lại một bài học mới. Dù bạn đi đâu, hãy đi với tất cả trái tim. Hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Đừng đi theo con đường có sẵn. Hãy đi theo con đường chưa ai đi và để lại dấu chân. Hãy dám mạo hiểm để tạo ra sự khác biệt. Càng hiểu rõ bản thân, bạn càng có sự sáng suốt. Sự hiểu biết về bản thân là chìa khóa của sự khôn ngoan. Làm chủ hoàn toàn một kỹ năng khi nó được thực hiện một cách dễ dàng. Sự thành thạo đến từ luyện tập không ngừng. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ. Hãy kiên nhẫn và không ngừng tiến lên. Đức hạnh không tồn tại đơn độc. Ai thực hành nó sẽ có người đồng hành. Sự chính trực thu hút những người có cùng giá trị. Học mà không suy nghĩ là công lao bị lãng phí. Suy nghĩ mà không học là nguy hiểm. Sự cân bằng giữa học hỏi và suy nghĩ sẽ dẫn bạn đến sự khôn ngoan. Biết những gì mình biết và những gì mình không biết, đó mới là tri thức thật sự. Sự hiểu biết về bản thân là nền tảng của sự khôn ngoan. Người di chuyển một ngọn núi bắt đầu bằng việc mang đi những viên đá nhỏ. Sự kiên trì và quyết tâm là chìa khóa của thành công. Dù bạn có nghĩ mình bận rộn đến đâu, bạn cũng phải dành thời gian cho việc đọc sách. Nếu không, bạn sẽ tự đưa mình vào sự thiếu hiểu biết tự chọn. Học tập là hành trình không bao giờ kết thúc. Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không dừng lại. Sự kiên trì là chìa khóa của thành công.
Thành công phụ thuộc vào sự chuẩn bị trước đó, và không có sự chuẩn bị đó, chắc chắn sẽ thất bại. Hãy luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Khi cơn giận nổi lên, hãy nghĩ về hậu quả. Kiềm chế cơn giận là cách bạn giữ được sự bình an và trí tuệ. Tri thức thực sự là biết giới hạn của sự thiếu hiểu biết của mình. Sự hiểu biết về bản thân là nền tảng của sự khôn ngoan.